Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDH, hôm qua đã ra thông báo mạnh mẽ lên án bản án tù dành cho blogger Phạm Viết Đào. Thông báo này dẫn lời chủ tịch của FIDH nói rằng vụ bỏ tù ông Phạm Viết Đào một lần nữa đặt nghi vấn về sự cam kết của chính phủ Việt Nam là sẽ bảo vệ nhân quyền. Trên thực tế, Việt Nam tiếp tục hành xử như một chính quyền độc tài, coi mọi quyền tự do, kể cả tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, là một mối đe dọa đối với quyền cai trị của họ. Ông Karim Lahichi nói, Việt Nam phải chấm dứt sách nhiễu, bắt bớ, tống giam các nhân vật bất đồng và lập tức trả tự do cho hơn 200 tù chính trị đang bị cầm giữ. Nói chuyện với Ban Việt ngữ hôm qua, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chia sẻ phản ứng của cô như sau. Cái bản án 15 tháng tù giam dành cho blogger Phạm Viết Đào, thì tôi nghĩ rằng là cái điều 258 của luật hình sự đã được tiếp tục sử dụng để nhằm trấn áp những cái người có cái ý kiến đi ngược lại với những cái ý kiến của nhà nước, đặc biệt là những người phê phán cái đường lối ngoại giao tôn giáo và các cái bài viết chỉ trích chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một bản án bất công và giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của blogger Phạm Viết Đào nói chung và những người sử dụng blog và mạng xã hội để bày tỏ ý kiến của mình. Là một thành viên của mạng lưới blogger thì tôi phản đối bản án này và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình. Cô Như Quỳnh kêu gọi các blogger, nhà văn và giới quan tâm hãy lên tiếng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bởi vì nếu không làm gì cả thì sau này họ cũng có thể trở thành một Phạm Viết Đào khác. Mẹ nấm nói. Có thể hôm nay chúng ta không quan tâm đến trường hợp của blogger Phạm Viết Đào, các nhà báo Trương Duy Nhất. Nhưng ngày mai, ngày kia thì cái người bị giới hạn quyền tự do ngôn luận có thể đó sẽ là chúng ta. Vì vậy là nếu mà bạn quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì xin hãy bỏ một phút để lên tiếng về việc này. Blogger mẹ nấm nói rằng Hiến pháp Việt Nam quy định công dân Việt Nam có quyền bày tỏ chính kiến. Và vì vậy cô phản đối các luật lệ và những điều khoản hạn chế các quyền ấy. Thì tất cả những các cái nghị định, các thông tư ra đời sau này nhằm hạn chế cái quyền bày tỏ, quyền tự do ngôn luận của người khác đều là làm giới hạn cái quyền tự do mà hiến pháp quy định. Vì vậy là một người mà quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì tôi phản đối và tôi nghĩ là tôi sẽ có những cái hành động để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của mình. Blogger mẹ nấm cho biết, cô đang tham gia cuộc vận động ở Hà Nội với các đại sứ quán nước ngoài để yêu cầu họ lên tiếng về vấn đề này. Ông Phạm Viết Đào, cựu thanh tra của Bộ Văn hóa Việt Nam, bị tuyên án tù 15 tháng dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình sự về tội gọi là lợi dụng các quyền dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước và xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao.